Ủa theo anh làm cái này nó dễ không anh? Nó dễ mà nó đỡ cái công của mình nữa, đỡ đỡ công về tại cái vì gì ta? mà em mà không có này em phải mài cạnh này À đúng rồi, mài phải mài. mà gặt mình phải mất hết tới 2 phân nữa. Mà mài chi phí mài cao không ta? Trời ơi mài khó mài có lắm em mài lắm, ơi. 27 27 hả? Hay Em thấy hình như là nếu mình mua gạch là mình đặt người ta mài luôn được mà đúng không? được, đúng rồi được, nhưng mà có tính chi phí không? Cái bàn mài của người ta như ví dụ em lợp như cái viên đá này nè, nó tới thước 2 mà bàn mài người ta có 80 phân thôi à, vậy hả? nên nó khó lắm, nó dung dinh vậy nè, tại vì Ủa? mài mấy cái này là mài máy bằng nước hết. Mài là nó đòi để lên bàn mà nó chỉ mài nó có 80 phân thôi. Nó 80 phân mà trong khi đó nó đẩy cái là đụng cái máy rồi, đụng à. Tương tư rồi, nên nó khó mài lắm. Buộc phải mài tay, mà mài tay rồi sơ hở cái rồi mẹ. Làm mất viên gạch. Rồi rồi, rồi thì bao nhiêu rồi?